Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV ngay tại văn phòng tranh cử của ứng cử viên Tyler Diệp cho chức vụ dân biểu tiểu bang California đề hạt 72. Vừa mới qua 8 giờ với kết quả sơ bộ ban đầu, ứng cử viên Tyler Diệp đã đứng về thứ nhì. Nếu kết quả này giữ nguyên, ứng cử viên Tyler Diệp sẽ là một trong hai người bước vào cuộc đua chính thức vào tháng 11 tới đây. Ngày hôm nay chúng tôi thấy ông Bùi Mạnh Cường, một khuôn mặt rất là lão luyện trong những cuộc tranh cử liên quan tới các ứng cử viên gốc Việt ở vùng Little Sài Gòn. Chúng ta nói chuyện với ông Bùi Mạnh Cường để tìm hiểu thêm đằng sau những cuộc tranh cử này có những điều gì. Ông Bùi Mạnh Cường, ông tóm tắt lại kết quả của ngày hôm nay thưa ông. Ngày hôm nay thì anh người dẫn đầu là ông George Lorenzo, ông là một ứng cử viên dân chủ duy nhất. Tôi hy vọng ông đó nó sẽ phải là 40-50%, nhưng mà cho tới giờ phút này chúng ông mới được có 34%. Người thứ hai đó là anh Tyler Diệp được 33.2%. Người thứ ba đối diện của ông đó là ông Greg Haskins được 19%, và ông Phạm Kim Long chỉ được có 9%. Thì con số đó chúng tôi đã tiên liệu được là nó đúng là như vậy, nhưng mà ngày hôm nay là một cái sự chứng minh. Con số của ông Lowenthal, ứng cử viên dân chủ đứng đầu với 30-mấy% đó, phần còn lại đều là các ứng cử viên Cộng hòa. Khi vào đấu hai người, phải chăng là tất cả con số đó sẽ dồn lại cho một ứng cử viên Đảng Cộng hòa? Trên nguyên tắc là như vậy, tại vì do là như quý vị biết là cuộc tranh cử này đó nó có cái sự phân hóa mà chúng tôi không có nghĩ là cái chuyện nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cuối cùng thì là có những người không phải là đối thủ cũng ra chống lại ông Tyler Diệp. Còn nếu mà không có ông Tyler, không có người, thí dụ như ông Greg Haskins mà không có là được sự trợ giúp của một người ứng cử viên gốc Việt khác, thì tôi nghĩ là ông Tyler Diệp sẽ là người dẫn đầu chứ không phải là ông George Lorenzo. Một cái campaign tranh cử, một cái cuộc tranh cử nó có nhiều cái việc cần phải làm. Nào là cái chuyện mà gửi ra những cái flyer cho mọi người, cái truyền đơn tới nhà. Thì có cái chuyện rất quan trọng, đó là cái việc gọi phone tới nhà. Mà nãy đây đã thấy ông giới thiệu cái nhóm chuyên trách về vấn đề gọi điện thoại. Ông tóm lược sơ qua những cái việc mà đã làm ở đằng sau những cuộc tranh cử như thế này, đặc biệt là cuộc tranh cử lần này với ứng cử viên Tyler Diệp thưa ông. Thứ nhất là cái công việc của chúng tôi làm đó, nó là một cuộc chiến tranh tâm lý, nó không phải là phone bank bình thường. Tại vì do chúng tôi gọi thẳng cho những người mà không ủng hộ chúng tôi, mà chúng tôi có thể vận động để đổi cái lá phiếu từ cái suy nghĩ của người ta ủng hộ người khác qua cái lá phiếu của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là may mắn có một cái toán người và làm việc với chúng tôi từ thời nghị viên Trần Thái Văn là 20 năm rồi. Thành ra những người đó là thiện nghệ trong cái lĩnh vực này, người ta gọi điện thoại tới, người ta nói chuyện với người cử tri, cảm hóa được người cử tri để mà người ta thay đổi cái lá phiếu cũng như là ủng hộ thêm cho ông Tyler Diệp qua những người bạn bè anh em khác ở trong đây. Thì chúng tôi cũng, cái đó là một cái mà chúng tôi thành công ngày hôm nay. Ngoài ra đó, thì chúng tôi biết lợi dụng cái sự chống phá của những phe nhóm khác dành cho ông Tyler Diệp, và giờ cuối cùng thì chúng tôi biến những cái chống phá đó trở thành cái lợi khí, vũ khí tốt cho chúng tôi, để những cái người mà người ta cảm thấy người ta bất mãn là những người Việt Nam không giúp đỡ nhau thì thôi, mà không có nằm ở trong cái vị trí của đơn vị 72 mà đứng đặt chống phá, thì những cái chống phá đó nó lại phản tác dụng. Thành ra chúng tôi những ngày cuối cùng hơn một tuần lễ qua, chúng tôi đã thay đổi chiến thuật và chúng tôi nói về những cái chia rẽ như vậy. Thành ra chúng tôi lại có thêm được phiếu của những người mà nghĩ rằng chúng tôi đã mất. Ông có thể nói rõ hơn cái chi tiết dùng thông điệp xấu của đối thủ mà biến thành cái điều tích cực tốt cho ứng cử viên của ông? Vâng, thí dụ tôi nói một cái ví dụ rất là hiểu. Chúng tôi label
Tức là chúng tôi đặt tên cho những người đó là con cháu của Lê Chiêu Thống, là những người mà rước rắn cắn gà nhà. Thì là người dân Việt Nam mình, thứ nhất là cái vị cao niên từ 40-50 tuổi trở lên, người ta rất là cảm hóa cái điều đó, mà người ta nhìn thấy là không có lý do gì cái người ứng cử viên đó ở trong cái chức vụ tranh cử chức vụ thượng nghị sĩ mà lại nhảy xuống Hạ viện để giúp một ông Mỹ. Thì cái đó là cái mà tụi tôi vỗ tay trong bụng, tôi nói như vậy là cái cơ hội tốt cho chúng tôi nhiều. Chứ còn nếu mà chẳng hạn tôi phải tranh đấu với một ứng cử viên Việt Nam khác á, thì khó nói lắm. Nhưng mà chúng tôi lợi dụng được cái đó. Cái đó là như lúc đầu tôi nói là nó là một cuộc chiến tranh tâm lý, chứ không phải là chỉ có gọi điện thoại để nhắc người ta đi bầu, không có cái đó. Nói chiến tranh tâm lý thì chúng tôi có làm việc trong công việc này liên tục 20 năm qua, thành ra chúng tôi biết tâm lý của cái người cử tri như thế nào. Thì ngày hôm nay là một lần nữa để chứng minh là cái công việc của chúng tôi làm thành công. Mà anh đã nhìn thấy rằng những bác làm volunteer ở đây 60 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi, 15 tuổi, 16, 17 tuổi để mà làm cái công việc đó, là con số nó nói lên hết tất cả mọi thứ. Và một cái thông điệp chúng tôi muốn gửi đến những cái vị mà tranh cử bằng hình thức negative, có nghĩa là hình thức gọi là xấu, chụp mũ, bôi nhọ, không thành công. Thành ra tôi hy vọng rằng là chúng ta nên đoàn kết lại với nhau để có một người đại diện ở trên thượng viện, mà có một người ở bên hạ viện thì nó sẽ tốt đẹp hơn là chỉ có một người. Mà cái mà lỗi lầm lớn nhất của tôi nói thẳng luôn để không có là cô Janet Nguyễn là đưa ông John Hetkin vào, thành là giúp cho anh Tyler Diệp chiến thắng lớn. Nói về cái là các loại thông điệp tiêu cực đó, hồi nãy ông có phát biểu rằng là phía cái ứng cử viên của ông là ông Tyler Diệp không có sử dụng thông điệp tiêu cực, mà chỉ sử dụng thông điệp tiêu cực của đối thủ để biến thành cái thông điệp tích cực của mình. Nhưng mà nếu mà là người ở trong các địa hạt thì mấy bữa nay chúng ta cũng đều biết là nhận rất nhiều những cái truyền đơn tranh cử thông điệp rất tiêu cực, không chỉ từ phía ông Haskin đối với lại Tyler Diệp, mà ngược lại của từ phía campaign Tyler Diệp gửi ra về phía ông Haskin cũng không ít. Ông giải thích cái chuyện đó như thế nào ạ? Cái thông điệp mà giữa ông Haskin và ông Tyler Diệp là cái câu chuyện là một câu chuyện rất là bình thường ở trên nước Mỹ. Quý vị có nhìn thấy ở một cái cuộc tranh cử khác, ông Dana Rabaker cũng như là ông Scott Moore, hai người đó là coi như là anh em trong nhà, người ta sát cánh với nhau mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ vì một cái quyền lợi khác nhau, thành ra các ông đánh nhau, mà có đánh còn tệ hơn là ông Haskin nói chuyện với đã đánh ông Tyler Diệp, mà ông Tyler Diệp cũng trả đũa lại. Thì cái chuyện đó trong bầu cử rất là bình thường. Quý vị nhìn thấy cái tranh cử của ông Donald Trump, ông cũng nói những câu chuyện như vậy, là cái văn hóa tranh cử ở đây nếu chúng ta không quen, chúng bảo ôi chúng ta bôi bẩn nhau như vậy thì xấu quá. Nhưng mà cái chuyện đó bình thường. Nhưng cái lỗi lầm tôi đã nói rồi, bà Janet Nguyễn đưa ông Haskin vào đây, thành đã giúp cho Tyler Diệp nhảy vọt lên trong cộng đồng Việt Nam. Tôi muốn nói là ngày hôm giờ này á, mình đang nói cộng đồng Việt Nam, còn những ngày từ giờ đến tối cũng như là đến ngày mai ngày mốt thì cái con số nó có thể thay đổi. Nhưng mà chắc chắn là tất cả những phe chống đối ông Tyler Diệp đều thất bại trong cái bầu khiếm diện này. Ông có nhắc tới việc thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đưa ông, có thể nói là ủng hộ ông Greg Haskin để trong cái cuộc tranh cử này chống lại phía ông Tyler Diệp. Theo ông nghĩ vì sao? Theo đánh giá của ông là vì sao có cái chuyện đó, một thượng nghị sĩ gốc Việt ủng hộ cho một ứng cử viên không phải gốc Việt để mà tranh cử với một ứng cử viên gốc Việt, thưa ông? Cái chuyện này đã là một cái điều mà chúng tôi chưa bao giờ nói, nhưng mà tôi thấy nó quá đáng là chúng tôi phải nói, là cái character mình đang nói về cái cá tính, thì Janet Nguyễn là cái người mà anh Trần Thái Văn đã
lập ra, đã gây dựng cho Chinet Nguyễn. Sau khi Chinet Nguyễn thành công ở Garango thì ta đã quay lưng lại. Cái ví dụ thứ hai nữa đó là anh Andrew Đỗ là cái người mà đã cũng giúp đỡ, cũng tạo ra Janet Nguyễn cho tới ngày hôm nay. Cô ta cũng quay trở lại. Thì cô Janet Nguyễn nó có một cái đặc tính mà của giống như những con lion ở trong những khu rừng ở bên Phi Châu. Là Lion Territory có nghĩa là sao? Trong cái territory của tôi, không có, tôi không muốn Janet Nguyễn, không muốn có một người nào mà có thể là cạnh tranh với tôi trong tương lai. Thì cái đó đó là tụi tôi hiểu cái điều đó, nhưng mà quần chúng ở ngoài không hiểu, thành ra đôi khi người ta tín nhiệm. Nhưng mà trong cái cuộc bầu cử, tôi nói danh dự với anh là như thế này: người ta hỏi về Janet Nguyễn, tôi bảo bầu cho Janet Nguyễn không có vấn đề gì, dù sao nữa Janet Nguyễn vẫn là người Việt, vẫn quan tâm đến quyền lợi của người Việt Nam hơn là người Mỹ. Khi tôi nói câu đó đó thì đương nhiên người ta bỏ phiếu cho anh Thái La Diệp. Cái đó là tôi dùng cái xấu, cái mặt trái của Janet Nguyễn để mà tôi thắng cái lá phiếu dành cho ông là ông Phạm Kim Long cũng như là ông Ray Haskins. Nếu cái tỷ lệ của tối hôm nay không thay đổi như là chúng ta thấy ở đây, có nghĩa là ông Tyler Diệp sẽ là một trong hai người đi vào cái cuộc tranh cử vào tháng 11 tới đây, chung cuộc, thì cái kế hoạch của campaign của cái cuộc vận động này nó sẽ như thế nào trong những ngày tới thưa ông? Thứ nhất là bây giờ tôi mình phải nói một cách dè dặt như thế này: cái phương diện tranh cử trong đây đó nó có hai phần. Một phần nó là dành cho người Mỹ, thì tôi không thích cái phần đó, thì tôi không biết về cái chuyện đó. Nhưng mà ngày hôm nay đó và khoảng khuya đó chúng ta sẽ biết. Nhưng mà về phía Việt Nam á, thì cái tháng 11 sắp tới này là chúng tôi có thể biết được, chúng tôi có thể thắng được ông George Lorenzo một cách dễ dàng. Cái điều đó rất là giản dị. Điều thứ nhất á, anh muốn nói gì thì anh nói. Người Việt vẫn bầu cho người Việt. Ok, nếu mà có sự phá đám tiếp tục của bà Janet Nguyễn và những người khác á, mà tôi không thấy có lý do gì để phá đám nữa, vì đã thua là thua rồi, không có gì nữa, thì cái lá phiếu nó sẽ ủng hộ hơn. Mà tôi cũng yêu cầu một điều, nếu tôi có thể làm được, là kêu Janet Nguyễn trở lại làm chung việc với nhau trong cái bầu cử này, có lợi cho cả hai bên. Tại vì cái vai trò của anh Tyler Diệp cũng như vai trò của Janet Nguyễn nó không có va chạm nhau. Mình không bao giờ mình suy nghĩ rằng là mình sẽ là độc quyền, không ai có thể tranh cử chống mình được. Những người nào gần mình là mình phải chặt đầu, mình phải phá hoại. Cái nguyên tắc đó là rất là cổ điển và không nên áp dụng ở trong cái nền dân chủ này. Mình là action thì có reaction. Khi anh action như vậy, tôi có reaction. Làm thế nào để có lợi cho cái người mà chúng tôi ủng hộ? Thì cái đó anh đã nhìn thấy rồi. Ý ông muốn nói là bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn có cái xu hướng đánh phá ông Tyler Diệp là vì không muốn thấy cái tình trạng ông Tyler Diệp có thể tranh cái chức của chính bà trong tương lai hay chăng? Đúng vậy, bà không có confidence, có người khác mà đứng gần mình. Thành đó là lý do tại sao mà cái chuyện ông Andrew Đỗ với bà hồi ngày hai ngày những năm xưa là nó là một, mà tự dưng sao nó vỡ ra, mà đến bây giờ hai người nói ông Andrew Đỗ, ông ấy nói ra được tất cả những cái điểm xấu, những cái điểm yếu của bà Janet Nguyễn. Cử tri người ta nghe, người ta thấy, người ta biết chứ. Mà chúng tôi không phải là người nói đó, mà chúng tôi không chủ trương nói cái chuyện đó, mà chúng tôi làm cái công việc gì mà để nức lòng những người cử tri, người ta hãnh diện. Cái lá phiếu của người Việt Nam rất là quan trọng, chúng tôi luôn luôn đi vào cái tích cực để tranh cử. Ông cho biết cái vai trò của ông trong cái cuộc vận động này thưa ông. Thứ nhất là tôi là người tư vấn cho anh Tyler Diệp từ thời anh còn làm cho dân biểu Trần Thái Văn. Và trong cái vai trò này tôi đã định gác kiếm, tôi không còn làm việc nữa thì tôi đã retire rồi. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái sự bất mãn, cái sự vô lý của cái tranh cử này. Thành ra tôi đã gọi anh Tyler Diệp: Diệp ơi,
để anh giúp em cái chuyện này. Ok, thì anh ấy mừng quá. Tôi đã nói với anh là tôi không có làm việc nữa, mà tôi giờ cái nghề của tôi là nghề đi du lịch, đi chơi, đi khắp mọi nơi để đi chụp hình. Và giờ tôi nín lại, tôi bỏ một số những cái chương trình, tôi dành 2 giờ 2 tháng cho anh thì để mang đến cái kết quả ngày hôm nay. Cuối cùng thì ông có điều gì để nói với lại cử tri gốc Việt trong sau buổi tối này và trong thời gian tới thưa ông? Thứ nhất là thưa quý vị cử tri, nhất là các bác cao niên, chúng tôi rất là cảm kích cái sự hiểu biết của các bác. Các bác đã nghe cái lời nói xuyên tạc của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, nhưng mà sau khi quý vị nghe tụi tôi nói thì quý vị thấy rằng là quý vị đã bị lừa, đã bị mê hoặc bởi những cái lời dẫn giải nó không có lý tí nào. Thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị, cũng như là tôi cảm ơn cái sự sai lầm của bà Janet Nguyễn đã ủng hộ ông Greg Haskins, đã làm cho chiến thắng chúng tôi nó cao hơn. Sẵn đây ông nói đây mới nhớ để hỏi, bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn có nói rằng ông Thalo Diệp không có ủng hộ cái dự luật SB 895, là cái dự luật liên quan tới cái vấn đề dạy lịch sử của chiến tranh Việt Nam cũng như là người Việt Nam ở qua Hoa Kỳ. Ông có biết là cái việc đó nó như thế nào hay không thưa ông? Dạ, cái đó là một cái việc xuyên tạc không đúng như vậy. Ông Thalo Diệp được hỏi là ông có ủng hộ cái dự luật đó không, 895 không, thì ông trả lời là ông rất là thật tình, ông trả lời là tôi chưa có cơ hội đọc đó, tôi sẽ ủng hộ nhưng mà tôi phải cần đọc lại thì tôi mới biết là cái rõ ràng như thế nào. Nhân cái dịp này để anh nói về vấn đề dự luật SB 895 thì tôi có thể nói cho anh biết là rất nhiều người không biết cái dự luật đó như thế nào, mà chỉ nói là cái dự luật đó dạy về chiến tranh cho con em, cho lịch sử cho con em Việt Nam. Nhưng mà bà Janet Nguyễn đã không thành thật nói rằng là đó là cái công việc rất khó có thể đạt được. Dù cho rằng bà có được qua bên Thượng viện, bà có pass được ở trong cái Hạ viện, tôi nói như vậy, thì bà ấy nói một điều rất là sai lầm. Làm sao ông Thalo Diệp là một cái người dân cử địa phương, ông là City Council, ông làm phó thị trưởng, làm sao ông có thể phá được cái dự luật đó ở trên Quốc hội? Ông ấy đâu có phải là thánh thiên thần gì vậy ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà nói trở lại cái việc dự luật SB 895 thì cái dự luật đó tôi nói là nếu được thông qua cả hai bên, nếu được ông thống đốc được ủng hộ, thì bây giờ nó khi nó trở lại cái địa hạt, thí dụ như là Grand Gulf hay Westminster, thì trong cái điều luật đó mà bà Janet Nguyễn không biết mà không bao giờ nói cho cộng đồng biết là nếu anh muốn làm cái chương trình đó, nó chỉ là một cái optional, có nghĩa là anh muốn học thì anh học, anh không học thì thôi. Nó giống như là cái môn học thêm tiếng Latino, học thêm vẽ, học thêm âm nhạc, cái đó là quyền của anh. Và khi anh muốn thực hiện cái điều đó thì học khu phải bỏ ra tiền, state không bao giờ bỏ ra tiền. Đó là điều mà bà Janet Nguyễn không có kể lại cho mọi người. Và đồng thời đó, nếu học khu không có trả tiền thì ai là người trả tiền? Phụ huynh học sinh phải trả tiền, rồi những người mạnh thường quân cộng đồng Việt Nam phải trả tiền. Thì cái dự luật đó nghe sao có vẻ như là chúng ta đang được bà Janet Nguyễn mời mọc một ly coca lạnh tươi mát sướng lắm, nhưng mà nhìn lại cái dự luật đó thì nó là nước lã. Và cái đó muốn thực hiện đó 5-7 năm sau mới thực hiện được, mà đầu tiên là tiền đâu để mà làm cái công việc đó. Thành ra chúng tôi rất khen ngợi bà Janet Nguyễn đã đưa ra cái dự luật ăn khách trong cái mùa bầu cử này. Cái đó phải công nhận là bà có sáng kiến chuyện đó. Nhưng mà cái sáng kiến á, thì khi mà nếu người ta biết á, thì nó chẳng là cái gì cả. Thành ra không có lý do, không một người Việt Nam nào mà chống cái dự luật đó. Nhưng mà cái dự luật đó nó là một cái miếng bánh vẽ, là những ly nước lạnh
chứ nó không có phải là những cái gì mà hào nhoáng chung quanh. Bà ấy nói rằng là cho người con em chúng ta nhớ về lịch sử này kia. Nếu không phải là môn học chính thức bắt mọi người phải học thì nó đâu cần học. Ở đây thiếu gì điều nó cần phải học. Thế ông thành những cái chuyện đó là nó chỉ có ở trên khơi khơi, ở trên mặt nước thôi, chứ còn ở dưới đáy nó không có gì cả. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Và lần nữa tôi xin nói là anh này, anh Tyler Diệp và chúng tôi không chống đối cái dự luật đó. Nhưng mà nếu mà người nào đưa ra cái dự luật đó, phải nói cho tận tình. Tôi không muốn cử tri chúng ta, cộng đồng chúng ta bị lừa sau 5-7 năm. Cảm ơn.